Xin chào cô chú anh chị đã đến với trang Túi Gia Nhật Cần Thơ. Hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ là tiếp những video mới. Mình mua hàng thì vui lòng cung cấp em cái mã gọi trực tiếp cho em hoặc nhắn tin Zalo hoặc nhắn tin qua số điện thoại dưới video nhé. Và mọi người chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship nha. Còn không chuyển khoản trước thì em sẽ ship tận nhà, mình trả tiền hàng và phí ship nha. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một cái túi, cái này là xách tay kiểu cổ điển nha mọi người, họa tiết đẹp nha. Nha, kiểu cổ điển nha, độ mới còn cao nha. Này là vải nè, vải kết hợp với họa tiết ha, còn mới nha. Mới cỡ 90% nha, trên 90% ha. Đây mấy cái họa tiết ở đây ha, họa tiết nè, mọi người thấy không, họa tiết rất là đẹp luôn. Đây là bằng bằng đồng nha mọi người ha, bằng đồng ha, cái chất lượng không, rất là chất lượng luôn á, bằng đồng ha. Dây này là dây đồng nha, dây đồng kiểu thắt bính đó mọi người. Đó, dây đồng gửi em kiểu thắt bính nè, dây đồng kiểu thắt bính này còn mình sẽ đeo đeo chéo nha, đeo chéo rất là đẹp luôn. Họa tiết này mới là họa tiết mấy cái hạt ha, cái hạt họa tiết này mình làm thủ công ha, chứ không có thể nào làm cái quy mô công nghiệp được ha, cho nên người ta đính từng hạt này cũng rất là cực nha mọi người. Đó, cái kích thước của này ha, kích thước của này nè mọi người thấy không, ở đây là miếng đồng nè, miếng đồng mà nó dập ra gì họa tiết này rất là công phu luôn á mọi người. Đó ha, hai bên cái cấp mình xách cái này đi tiệc là ok. Một là xách tay như thế này ha, hai là mình đeo chéo ha, rất là đẹp luôn. Kích thước cái con này mình để vừa một cái điện thoại và một cái bóp tiền nha mọi người, ngang là 15 ha, cao là 17 ha, cái bề dày của nó là 12 nha. Đây ha, mình mở ra như thế này ha, mình mở ra đó, mình mở ra đơn đơn giản nha mọi người, mình chỉ cần đẩy ra thôi ha, mở ra đó ha, kết như thế này. Bên trong là lót lót vải, vải nhung nha mọi người. Cái thương hiệu này là thương hiệu Zara nha mọi người, thương hiệu lớn của Zara nè. Bên trong còn có cái tem của Zara luôn nè. Zara nha, thương hiệu Zara là một thương hiệu lớn á, CM ha. Đây người thấy không, còn cái tem code đàng hoàng ha, tem code đàng hoàng nè, thấy không? Rất là chất lượng đó mà, vải này ha, vải nhung nè, bên trong là lót nhung, lót vải nha, không lỗi lầm gì nha. Không lỗi lầm gì. Đây còn cái tag của Zara luôn nè mọi người thấy không. Nếu như mọi người thích con này á thì lên giùm em cái mã 1436 nha, 1436 690.000 ha. Cái đai khoan phá bằng đồng này, nội mà cái bằng đồng này là mình cũng đủ ăn tiền nha nha mọi người. Đó, thấy không? Đó. Rất là đẹp ha. Đây là bằng dây đồng luôn nè. Dây đồng mà nó thắt bính lại với nhau á ha. Cầm rất là chắc tay ha. À, tiết đẹp nha mọi người. Và tiếp theo là một cái ví ha, ví cá sấu nè. Này cá sấu nha, cái cớp này là cá sấu á mà, da thật nha.
sấu. Cá sấu này là cá sấu ngoài tự nhiên á mọi người, ngoài tự nhiên chứ không phải là cá sấu mình nuôi để lấy da nha. Cá sấu này ngoài tự nhiên á, cái thương hiệu cá sấu à, da thật nha mọi người ha, da thật. Cái cớp này rất là đẹp luôn ha, đó mọi người thấy không, không lỗi lầm gì nha, cái độ mới trên 95% luôn nè mọi người, thấy khoan khoái còn ok ha. Chỗ này nó chỉ bill sơ quá một chút xíu thôi. Đó thấy không, da cá sấu nha, đó cớp nha ha. Mình xách cái này là đi tiệc là bảo đảm đẹp luôn, chất lượng luôn á mọi người. Đó ha, cái cớp nè rất là đẹp luôn. Kích thước của cái cớp này bề ngang là 26 ha, bề cao là 16 ha, bề dày của cái cớp á là 7 nha, để vừa cái điện thoại với bóp tiền luôn nha. Bên trong đây, bên trong là lót da nha, bên trong là lót da ha, màu vàng nè, cái cớp mình màu vàng còn sáng chói nè mọi người thấy không, còn rất là sáng chói luôn ha. Này là cá sấu Trung Mỹ ngoài tự nhiên á, nó không phải là dạng nuôi nhốt để lấy da đâu nha mọi người ha. Đây có hai ngăn ha, một cái ngăn đây ha và một cái ngăn chỗ này ha, không lỗi lầm gì nghe mọi người nè, cái độ mới còn cao nè mọi người ha, trên 90% luôn đó, rất là đẹp nè, sáng chói nè. Tay rất là đẹp luôn, không lỗi lầm gì nha mọi người ha, cá sấu. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái 1390 ha, 1.600.000 ha. Cá sấu này là cá sấu Trung Mỹ đó, có cá sấu ngoài tự nhiên đó nha mọi người, rất là đẹp, da thật nha mọi người. Và kế đến là một cái túi này, chuột cót nha, xách tay cót nha mọi người. Đó mọi người thấy không, cái kích thước này rất là bự luôn á, này là da nè, cái này là co nè, cót ha, cái hãng cót á, cái này là chất liệu là chất liệu cối ha, cối đen, cối da bò lát nha mọi người, đây là da bò nè, da bò lát nha, cái chất liệu này là da bò nha, da bò thật nha ha. Đó cái hãng cót nè, cót là một cái hãng lớn ha, chuyên làm về mấy túi mà chất liệu cối ha, đây nè cối nè ha. Da bò nha, da bò đinh ốc còn ok ha, cái độ mới còn trên 95% nha. Rồi thấy không nè, trên nó còn rất là ok, sáng chói nha, da bò lát nha. Kích thước con này bề ngang là 10 ha, cao là 22, cái bề dày là bề dày ở trên là 10 ha, bề dày ở trên là 10. Cái bề dày ở dưới là tới 14 nữa nha mọi người. Cái bề ngang ngang là 35. Ngang là 35 ha.
túi nó bị dính dơ ở đây chút xíu thôi ha, dính dơ chỗ này thôi, mình lau ha. Rồi bên trong thì nó đây, bên trong là lót vải nha, màu sắc sập đẹp ha, có cái thương hiệu Code đây, còn nguyên một cái Code để mình kiểm tra luôn đó mọi người. Đây một có một cái ngăn nhỏ đây ha, ngăn nhỏ đây rất là đẹp nha mọi người ha. Còn cái tờ Code này ha, cái tờ Code này của cái hãng đó luôn này ha, có hai cái ngăn nhỏ ha. Ba lô này rất là đẹp nha. Ủa cái túi này rất là đẹp nha mọi người nha. Này có một cái chỗ đây, chỗ để mình gài lại nè, mình mang đồ nhiều mình không sợ nó xuất ra ha. Và đây nha, cái ngăn này ha, ngăn này là ngay đằng đằng trước nè, đằng trước ha, trong đây có một cái ngăn nhỏ nữa ha, đó ngăn trước nè, ngăn trước trong đây là lót lót vải chứ, lót vải ha, sạch đẹp nha. Nếu như mình thích con này thì lên giùm em một cái mã nha. Bên em mã 1255 650k, xách tay Code nha. Đi tiệc hay là ok luôn ha. Dày dặn chắc chắn nha, rất là đẹp luôn. Này mình mua cho người thân, gia đình xài là vô tư, sạch đẹp ha, sạch đẹp nha mọi người. Cái tiếp theo là một cái sách tay nha, đi tiệc nha, ví cầm tay đi tiệc nha, đó ví cầm tay đi tiệc ha, giống này. Ở đây là chất liệu là nhung nha, nhung rất là sạch đẹp nè mọi người ha, nhung rất là im luôn. Trong đây mình để tiền thôi nha, chứ để điện thoại không biết sợ nó không vừa ha, điện thoại nào nhỉ, nhỏ gọn thì được ha. Và bên đây ha, em bán là cái giá là 190 nha, 190k là cái giá không dây này nha. Cái dây này do tặng tặng kèm theo ha, nó chỉ bị sứt một chút xíu này thôi nha ha, cho quá trình vận chuyển á, đóng lại á thì nó bị hở đây một chút xíu này ha, nhưng mà vẫn còn xài được nha, vẫn còn xài được nha, đó vẫn còn xài được nha mọi người ha, vô tư nha, thoải mái nha, xài vô tư thoải mái. Nhưng mà em bán là cái giá là không có cọng dây này là 190 nha mọi người ha. Cái thương hiệu nó đây, thương hiệu Larigagay ha, thương hiệu Larigagay. Có một chỗ đây ha, chỗ để những đồ đạc quan trọng đây đó, mọi người thấy không, đạc quan trọng đó ha, cái cốp này đơn giản như thế ha. Nếu thích cái cốp này á thì lên giùm em cái mã 1419 190k ha, cốp xanh không dây nha, em bán giá không dây nha. Cái chỗ này nè, nó bị oxy hóa nhẹ một chút xíu nè, ở chỗ này ha, còn lại là ok ha, mọi người nhìn thấy cái góc cạnh nó ok nè, đó ha, đó góc cạnh rất là ok, nhưng mà chỉ duy nhất ha, nó bị ấy một chút xíu thôi. Cái bề ngang là 24 ha, bề cao là 9 ha, bề dày của nó là 3 nha, bề dày nó là 3 ha. Mọi người thích cái ví này thì lên giùm em cái mã nha, chỉ có giá 190k thôi. Và chỗ này nó chỉ bị dính bụi nhẹ thôi ha, dính bụi nhẹ, để ý kỹ lắm mới thấy nha. Rồi 190k. Và kế đến là một cái bao tử nha. Bao tử này là vải vải dù nha mọi người. Cái thương hiệu của nó đây ha. Thương hiệu nó đây ha. Bao tử vải dù, cái thương hiệu nó đây nè mọi người thấy không. Này là hàng Nhật nha, nội địa Nhật nha. Còn nguyên nguyên cái tem của nó luôn nè ha. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Sạch đẹp nha mọi người. Đó, màu xanh nha, màu xanh thối với màu đen
Đây màu đen của nó đây ha, màu đen có hai ngăn, một ngăn thứ nhất với ngăn thứ hai dùng để mình đeo là đeo trước bụng nha mọi người, đeo trước bụng đó. Đeo chéo vẫn được và đeo trước bụng vẫn được nha. Đeo chéo thì mình thu cái này lại ha, mình dỡ ra ha. Đeo chéo như thế này ha, đó đeo như thế này, đeo trước bụng ha, đeo chéo và đeo trước bụng thì nó hơi ấy một chút. Cái này đeo chéo thì nó chắc hơn mọi người, đeo chéo nha. Đó, cái bao tử nó như thế này nha, đeo chéo. Và kích thước của con này bề ngang là 37 ha, cao 19 ha, 37 cao 19, bề ngang nữa là 14 ha, bề dày 14 ha, bề dày 14, ngang là 37 ha, ngang 37, dày 14 ha, cao là 19. Nếu mà cao là 19 nha mọi người ha, có hai ngăn. Một ngăn thứ nhất đây, ngăn thứ nhất ha, ngăn thứ nhất nè, sạch đẹp nha, hàng này độ mới cao trên 95% ha, vải dù nha, vải dù. Đây là ngăn thứ hai nha mọi người, ngăn thứ hai bên trong còn sạch đẹp nha, đó. Bên trong còn sạch đẹp nha. Đây là có một chỗ nè ha, để những cái chìa khóa là quan trọng á, còn bên trong là sạch đẹp ha. Nếu như mình thích cái này thì mình lên mua một cái mã nha. Lên về mấy cái mã 1147 nha, 350k nha. Đó. Ha, đeo chéo ha. Đó, mình đeo chéo thì mình rút lại đeo trước bụng vẫn được. Mình đeo chéo thì nó ok ha. Và tiếp theo là một cái con lết cầm tay ha, màu da kem cực đẹp luôn, cái độ mới còn rất là cao ha, này cầm tay và đeo chéo đều được, nhưng mà em bán cái giá này là không có đeo chéo nha mọi người ha, không có đeo chéo, em chỉ bán giá cầm tay thôi ha. Cái da này rất là mềm mịn luôn nè mọi người, cái lết cầm tay này rất là đẹp luôn, nó da rất là mềm mịn nè ha, màu giống như màu xám vậy đó ha, xám cho vậy đó. Nó đẹp ha, cực đẹp nha mọi người. Kích thước của cái con lết cầm tay này, cái cốp cầm tay này bề ngang là 34, bề cao là 12 ha, bề dày của nó là 6 nha. Chỉ duy nhất nó bị một cái vết như thế này thôi ha, còn lần lại còn rất là ok nha. Đó, bên trong ha, bên trong là lót vải nha mọi người nè, bên trong lót vải có một cái ngăn ha, có một cái ngăn nha, ngăn này để như đồ quan trọng á, đây mà để điện thoại ha, bóp tiền là vô tư nha mọi người ha. Ha, mọi người nhìn nè, rất là sạch đẹp nha mọi người ha, sạch đẹp nha. Đó, đóng vào đây ok ha, nó sạch đẹp nha mọi người. Rất là xinh đẹp. Và cái này á thì mình sẽ em bán là giá không có cọng dây nha. Cái cọng dây này thì nó máng ở đây nè.
nó máng bên đây ha, mà vẫn xài được nha, nhưng mà em bán không có giá, không có cọng dây, duy nhất chỉ có cọng dây ở đây nè, nó bị hở một cái chỗ này nè ha, mình gắn vô mình dẫn mình đi được nha. Đó rồi thấy không, dẫn đi được nha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã nha. Thích con này lên về mã 1420 nha, 390k nha. Lưu ý giá này là giá không có cộng dây nha. Nếu như có cộng dây là em bán giá cao hơn nha mọi người. Giá này là giá không có cộng dây. Cộng dây em tặng kèm theo thôi. Đó. 1420 390k. Và tiếp theo là một cái cặp nha, cặp này giá thật 100%, da bò mơn miếng nha ha. Đó cặp này nè, cái chất cái thương hiệu nó đây, nhưng mà gia công thì tại Việt Nam nha, gia công tại Việt Nam nè, không da bò mơn miếng rất là đẹp nha mọi người. Đây cái miếng da của nó nè ha, miếng da của nó. Cái cặp này mình đi đựng tài liệu đồ rất là chắc nha mọi người. Đây mọi người thấy không, đây mọi người thấy không, rất đẹp ha. Còn cái chìa khóa đây, cần chìa khóa trong đây luôn nha ha, chìa khóa để mình khóa ở chỗ này nè. Đó da bò nguyên miếng luôn, rất là đẹp nha. Nó chỉ có hai ngăn thôi, một cái ngăn đây là ngăn đầu tiên nè, ngăn đây ngăn ít thôi, mình để một ít đồ thôi nha. Kích thước con này bề dày là 6 ha, chiều ngang 35, chiều cao là 26 nha. Nếu như mình thích cái cặp này thì lên giùm em cái mã 1158 nha, 690k nha. Đó cặp nam này da bò cực đẹp luôn, cực chất luôn ha, đường vừa giấy A4 nha mọi người. Và tiếp theo là một cái con xách tay. Xách tay này da nha ha. Xách tay da, da bò dập vân cá sấu nha mọi người. Trên nắp còn ok, cái giá ngoài rất là ok nha, độ mới trên 85% luôn á ha. Em này là em bán combo nha, chỉ duy nhất cái khóa ở chỗ này nè. Đó. Vậy mọi người gắn cái gì vô để khóa là ok luôn á ha. Cái này em bán combo, gồm có cái này là cái ví này nha, cái ví này nè, là bán combo. Chút em sẽ đi theo đi cái ví này ha, da bò dập vân cá sấu nè mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đây ha, dây của nó làm đường may rất là tinh tế ha, chi tiết là nó bị hư cái
nó không phải hư mà nó thì bị mất một cái gích thôi. Đẹp nha mọi người ha. Kích thước con này ngang là 11 ha, cao là 22, ở dày 11 cao và 22, ngang là 26, ngang là 26 ha. Đây, bên trong của nó đây ha, bên trong có một chỗ nó dính dơ một chút xíu thôi ha. Đây, bên trong của nó đây nha, còn sạch đẹp nha, đó còn sạch đẹp, chỉ duy nhất chìa khóa thôi nè, mát ram nè ha, đó sạch đẹp nhé, khoen khóa còn ok, còn rất là sáng chói nè. Nè mọi người thấy không, trong đây có một cái gích ha, đây để điện đồ quan trọng mình bỏ vô đây nè, đó ha, đó còn sạch đẹp nha mọi người nè, còn rất là sạch đẹp ha. Mua cái này là rất là rẻ luôn á mọi người, vậy mình chỉ cần gắn cái gích lại là cái đồ mà vô cái gích là mình ok luôn á ha. Kéo rất là ngọt luôn. Ngang là 26 ha. Cao là 22. Cái bề dày là khoảng có 11 ha. Này nãy em đo kích thước rồi. Và bên đây là em bán combo nha. Combo đây ha. Select thì test ha. Này là cái ví như thế này, đơn giản vậy thôi. Đây là ATM ha. Để ATM, một cái chỗ để tiền ha. Đây một chỗ để tiền ha. Đó, mọi người thấy không? Đó, ha. Cái tiền nha, đó chỉ đơn giản vậy thôi. Ừ, chỗ này để ATM nè, lưu ý là cái da cái chỗ này là do cái hàng về sao kiện á, nó bị cấn nhẹ thôi, cấn nhẹ chỗ này á, chứ không phải là bị gắt nha, bị cấn thôi ha, bị cấn thôi, bị cấn nhẹ thôi ha, nó không phải bị gắt nha. Cái này em bán combo giữa hai cái này ha, một cái túi xách này và một cái ví này là giá 290k, quá rẻ luôn mọi người, một lên nhiều cái mã 1433 nha. Và tiếp theo là một cái xách tay, một cái đeo chéo như thế này ha, đeo chéo da thật 100%, có miếng tết da luôn ha, đeo chéo ha, độ mới là trên 85% luôn mọi người, da rất là đẹp ha, da rất là đẹp nha, da rất là đẹp, chỉ duy nhất cái này nó bị xích ra thôi, mình về mình làm lại là ok, tại vì em không có thời gian em làm á, nên em bán giá là nó cái này nó bị xích nha ha. Đây chéo phối đinh nha, 290k, 1435 nha, này mình gắn lại mình xài là vẫn ok nè ha, mình chỉ cần đóng vô một chút xíu là cái chỗ này nó khít lại nè, đó chỗ này nó khít lại ha, chứ mà nè ha mọi người thấy không, tại vì nó hở một chút xíu ra thôi, em không có thời gian em làm lại ha, đó mình vẫn xách được nè ha, gắn vô rồi vẫn xách được, mình chỉ cần cho cái này chỗ này nó cảo nó khít lại một chút xíu thôi. Về cái đồ ngoài bề ngoài đề đây ha, nó như thế này ha, là mấy cái đinh ốc nè ha, còn rất là sáng chói ha, rất là đẹp nè mọi người thấy không, rất là đẹp nha, đồ họa cái dây của nó cũng rất là đẹp ha, nó làm cái kiểu rất là đẹp luôn ha, miếng tách da của nó đây, da thật 100% nha, đó nha, bên trong là sạch đẹp không lỗi lầm nha, đó mọi người thấy không,
này là sách như thế này ha, hoặc là đeo chéo ha. Lưu ý em bán giá là cái này nó bị xích ra nha. Mọi người làm lại là vẫn xài ok. Cho nó hết vô một chút xíu thôi nha. Cái kích thước của cái này bề ngang bề dày là 11 ha, cao 13, ngang 26 ha, ngang 26. Đây, bên trong của đây có một cái ngăn bự nhất đây, một ngăn bự nhất ha, còn sạch đẹp không lỗi lầm gì nha. Ngăn ngăn thứ hai có một cái kéo chính giữa nè. Đây, kéo chính giữa ha, ngăn kéo chính giữa. Và đây là một cái ngăn nữa ha, để những đồ quan trọng ha. Để những đồ quan trọng nha mọi người. Chìa khóa rồi đó. Mọi người thích cái con này á thì lên giùm em một cái mã nha. Đây, mọi người thích cái con này thì lên giùm em cái mã là 1435 290k nha. Nó chỉ cái chỗ này nè, nó chỉ bị xích ra một chút xíu thôi. Mình về nhà mình cạo vô là nó khít cho bên đây nè nha mọi người, nó bên đây là nó khít đây nè ha. Cái túi này rất là đẹp, cái độ mới còn cao luôn nha mọi người ha, 290k ha. Và tiếp đến là một cái đây, cái xích tay hình xô nha. Xách tay hình xô và đeo chéo đều được nha. Đây đeo chéo ha, cái túi đeo chéo và xách tay rất là nhỏ gọn xinh xinh ha, ok nha mọi người ha. Da rất là mềm mịn luôn nè. Cái hãng nó đây, cái hiện hiệu nó đây, cái độ mới trên 70% á. Duy nhất chỉ chỗ này nè, nó bị sờn nhẹ tay thôi ha, nó bị sờn nhẹ thôi ha. Nó bị sờn nhẹ thôi, cái độ mới là trên 75% nha. Đinh ốc rồi còn ok nha. Cái này là kích thước nó cũng nhỏ gọn thôi. Bề ngang là 14 ha, bề dày 14. Bề cao là 25 ha. Bề ngang là 23. Này bên trong ha, bên trong có một cái khóa kéo miệng ha, khóa kéo miệng vào bên trong. Đây là bên trong nha mọi người ha, bên trong là lót vải nha, nó giống như cái xô vậy đó nè ha. Bên trong lót vải nhà gia công ở Trung Quốc nha mọi người. Bên trong lót vải rất là dày nha. Có một cái ngăn nhỏ đây ha. Và một cái ngăn nhỏ bên đây. Nha, hai cái ngăn ha. Đây khóa kéo miệng lại đây. Đó mọi người thấy không? Đẹp nha mọi người. Nếu như mọi người thích cái này thì lên giùm em một cái mã ha. Nếu như mọi người thích này thì lên giùm em một cái mã 1422 nha. 1422 250k. Xách tay hình xô nha, đeo chéo được nha. Cái kiểu này nó rất là lạ lạ nha, độ mới trên 70%.
Rồi tiếp theo là một cái sách tay nha, sách tay dập vân cá sấu nha, sách tay dập vân cá sấu ha. Đó. Cái đây cái thương hiệu đó đây, SC nè ha, dập vân cá sấu nè ha, đinh ốc còn ok, còn sáng bóng nè mọi người ha, còn sáng bóng nha. Đó, dập vân cá sấu nè mọi người thấy không, đẹp nha mọi người ha. Đây còn mấy cái đinh ốc rồi còn rất là sáng nè, còn nguyên cái bill nó dán vô luôn á ha. Cái này là xài rất là ít nha ha. Cái kích thước của cái con này ngang là 10 14, ở dày 14. Dày 14 ha. Ngang là 37 ha. Cao là 20 ha, cao là 20. Đây. Có một cái ngăn đây ha. Ngăn này ngăn thứ nhất nè. Ngăn thứ hai đây. Cái túi này rất là bự nha. Ngăn thứ hai đây. Thương hiệu của nó đây ha. Thương hiệu SEC nè ha. Lót còn sạch đẹp luôn. Ngăn thứ hai có hết nè, hết 500 nha mọi người. Hai ngăn được có hết 500. Ngăn này là ngăn bự nhất của nó đây. Cái này là độ mới còn cao luôn đó, mọi người. Trên 95% luôn, nó không có tị vết gì trơn á nè. Cái thương hiệu ở đây còn nguyên một cái miếng dán lại luôn mọi người, là xài rất là ít luôn mọi người. Đó, có một cái ngăn nè, bên trong là lót và sạch đẹp nè, không lỗi lầm gì hết nha. Đó ha, cái này là gia công tại Trung Quốc nha. Đây cái thương hiệu EC của nó đây ha, EC của nó còn rất là sáng bóng luôn nè ha. Dập nha. Nếu như mọi người thích cái này thì lên giùm em cái mã 1432 ha. 690k 1432. Sách tay dập vân cá sấu cực đẹp luôn. Đó. Độ mới còn rất là cao luôn, trên 95% luôn đó mọi người. Nó không có tì vết gì hết trơn đó ha. Không có tì vết. Rất là đẹp luôn á ha. Nè. Rồi tiếp theo là một cái cặp nam đây. Cặp nam có chữ H và R nè, và R ha. Là cái thương hiệu của nó đó ha. Này là sách tay đeo chéo đều được nha. Da ok nha mọi người, giá thật nha. Đây là phối với vải bố nha, vải bố nè ha. Bố. Nè, có cái dây để đeo chéo được luôn nha. Cái kích có hai cái ngăn ở trước ha, hai ngăn trước. Kích thước con này bề ngang là 40, bề cao 329, bề dày là 12 ha. Có hai túi ở trước luôn, hai túi ở trước ha. Bên trong còn sạch đẹp nha mọi người. Đó. Da còn ok nè mọi người thấy không, da yeah, còn ok ha, rất ok luôn. Đặc biệt có cái này nè, để gấp hai cái lại, cái dây lại với nhau á, hai cái tay xách lại với nhau để mình xách đi đỡ mỏi tay á mọi người. Đây bên trong là lót sạch đẹp không lỗi lầm, một ngăn thứ nhất ha. Có thương hiệu đó đây, HR ha, HR phía trước với dập cho một cái miếng kim loại luôn ha, còn sáng chói luôn. Bên đây là hai ngăn ha, bên đây là lót sạch đẹp, sạch đẹp ha, thương hiệu của nó ha.
Nếu như mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã 1249 480k ha. Đó, 1249 480k. Và tiếp theo là một cái xách tay xanh nha, xách tay xanh như thế này ha. Đó. Da thật nha mọi người, mềm mịn nha, độ mới trên 80% ha. Độ mới trên 80% nha. Đó. Rồi thấy không? Da rất là mềm mịn á, đây có một cái này gắn vô cái khóa kéo ha, ha. Da của nó đây. Miếng đồng đây ha, đồng bị oxy hóa một chút xíu ha, nhưng nhảy vẫn còn đẹp nha mọi người. Đó. Ha, đồng. Duy nhất chỉ nó hai cái miếng da ngay chỗ đây nó bị sờn sờn một chút xíu thôi, nó lên lên màu á ha, lên màu đó. Kích thước của cái con này ngang là 30, cao ngang là 30, cao là 22 nha, ngang là 30, cao là 22. Cái bề dày của nó là 11. Bên trong là lót vải nha, cái thương hiệu đây, thương hiệu dập lên đây ha, dập nổi lên miếng da ha. Cái lót của nó thì nó bị dính mực một chút xíu ha, dơ một chút xíu đây ha, như chỗ này một chỗ ha, nhưng mà mình xài vẫn ok nha mọi người. Nó ở bên trong mà ở bên ngoài nó còn đẹp nha, nó bị dính một chút xíu vậy thôi ha. Cái này là gia công tại Trung Quốc nha mọi người. Nếu như mọi người thích cái này thì lên giùm em cái mã 1430 nha, 200k. Quá rẻ luôn mọi người, ta quá rẻ luôn. Và kế đến là một cái cặp ha, cặp nam nha. Cái độ mới trên 80% ha. Đây da của nó đây, chất liệu da của nó ha. Da của nó nè. Có thương hiệu nó đây ha, thương hiệu nó. Cái cặp này da ha, dây ở trên thì phải 4 nha. Cái bề dày của nó là 10 ha. Bề ngang là 37 ha. Bề cao 26. Đây ha. Cái thương hiệu nó đây. Đây ha, đây là lót vải nha, sạch đẹp nha. Lót vải còn sạch đẹp nha mọi người. Bên trong cái chỗ này nó bị dơ một xíu nè ha. Này nó dơ. Mình lau lại là xài ok nha. Bên đây có cái thương hiệu nó đây ha. Đó, đây sạch đẹp nha. Đây có một cái hít 500 để hít lại nè. Hít 500 hít lại với nhau nè. Đó, cái này cái mình chỉ cần bỏ qua đây thôi ha. Đó, miếng da nó ha. Đẹp nha mọi người ha. Cặp này rất đẹp nha. Nó chỉ bị sờn sờn với cái chỗ này thôi ha. Cái này là độ mới trên 75% ha. Mọi người thích cái cặp này lên về mã 1251 650k nha.
Và tiếp theo là một cái xách tay miệng bút két nha. Xách tay miệng bút két nó chỉ đơn giản như thế này ha. Độ mới trên 75% ha. Cái thương hiệu nó đây. Thương hiệu nó đây ha. Da ok nha mọi người ha. Da ok. Này còn rất là sáng nè mọi người thấy không ha. Da ok. Chỉ duy nhất chỗ này nó bị như thế này thôi ha. Nó bị sờn sờn chút xíu chỗ này ha. Vậy mình đánh xi lại là ok ha. Đó. Đẹp nha mọi người. Thì kích thước của con này bề ngang là 27 ha, cao là 30, bề dày là 12 ha. Chỉ duy nhất này nó bị lỗi một chỗ này thôi ha, lỗi chỗ này bề ngoài ha, cái chỗ này ha. Dạng bóc két đó mọi người, mình chỉ cần mở ra vậy thôi ha. Đó ha. Bên trong đây đây bên trong đó ha, sạch đẹp không lỗi lầm gì nha mọi người. Đó ha, sạch đẹp không lỗi lầm nè. Bên trong là cái thương hiệu nó đây ha. Đó mọi người thấy không, rất là đẹp nha, sạch đẹp nha. Bút két nè, cái thương hiệu bút két là cái thương hiệu nó rút miệng á mọi người ha. Nếu như mọi người thích cái xách tay này á thì lên giùm em cái mã 1427 nha, 390k. Và tiếp theo là một cái túi chéo này ha. Cái bề ngoài cái độ mới là trên 85% nha. À, này. Còn ở chỗ này cái thương hiệu Storm màu xanh nè ha. Cho màu xanh, cái nút gà ha, cái da đồ rất là ok nha, cái sát tay đều da hết nha, đây sát tay da hết nha mọi người. Thương hiệu Storm màu xanh ha, dập trên cái khóa này luôn ha, cái khóa thì nó bị oxy hóa một cái gết thì nó bị oxy hóa một chút xíu thôi ha. Cái kích thước con này bề ngang là 27 ha, cao là 23, cái bề dày của nó là 9 nha. Đây có một cái ngăn nhỏ đấy ha, một ngăn nhỏ ha để những đồ đạc quan trọng ha. Ngăn này ngăn ở đằng trước ha, ngăn ở phía sau ha. Lót vải ha, sạch đẹp nha, lót vải sạch đẹp. Và đây là ngăn phía bên trong. Đây ngăn phía bên trong có chữ store máu thanh ha, dập lên một cái miếng da luôn ha, có một cái ngăn kéo miệng lại ha, để những đồ đạc nhỏ nhỏ quan trọng ha. Lưu ý là cái khóa kéo miệng của này nó bị hư, mọi người bóp lại là có thể xài được nha. Nha, hiện tại thì em kéo chưa có được nha. Và đây có hai cái ngăn nhỏ đây nha, hai ngăn nhỏ ha, một cái ngăn bự ha, cái ngăn bự. Và đây có một cái ngăn nhỏ nữa ha,
đó, ngăn nhỏ nữa để mình dán lại ha. Ngăn nhỏ mà mình dán lại nè, đây có một cái ngăn nhỏ nữa nè, để mình kéo cái khóa miệng lại ha, rồi một cái ngăn bên đây ha, trong có rất là nhiều ngăn nha. Đây, mọi người thích cái con này ha thì lên giùm em một cái mã 1423 nha, 280k, 1423 280k. Và cái đến là một cái chéo đen, cái chéo đen, cái này cái độ mới nó trên 70% thôi nha, mới trên 70% thôi. Cái kích thước của cái chéo đen này nó bị giống như là nó bị sờn ở trên đây một chút xíu nha ha, mà bánh xi lại là nó đẹp ha. Kích thước của cái chéo đen này, bề ngang 26, cao là 20 ha. Cái bề dày của nó là 8. Mình mở ra như thế này ha. Đó. Bên trong đây. Bên trong lót vải nha, lót vải sạch đẹp ha. Một ngăn phía sau, còn đây là ngăn phía trước đây. Còn ngăn phía trong đây. Cái thương hiệu đây ha, cái thương hiệu Genbendin nha. Đây cái thương hiệu nó đây còn sạch đẹp trên bên zin nè ha. Bên trong lót vải ha, sạch còn đẹp nha. Chỉ nhất vị này bị dơ một chút xíu thôi đó. Đây là một cái ngăn ha, cái ngăn nhỏ ha, đây ngăn bự ha, đây còn có một cái ngăn nhỏ nữa ha, đây có một cái ngăn nhỏ nữa ha, ba bốn ngăn ha. Này có hít 500 nha, hít 500 nó bị oxy hóa một chút xíu thôi nè, nó hít 500 đó, mọi người thấy không đó ha. Chéo này ha, trên 70%, độ mới trên 70%. Mọi người thích cái chéo này thì lên giùm em cái mã 1428 nha, 190k nha, 428 190k. Và cái đó là một cái chéo đen ha, chéo đen mẫu tròn ha, nó mẫu tròn giống như quần chân khuyết vậy đó ha. Cái độ mới còn trên 75% ha, cái chỗ này nó chỉ xà ra nước nhẹ thôi ha, ra nước nhẹ ha, nó láng á ha. Rồi cái chỗ này đẹp nha, phía sau là đẹp ha, phía trước cái chỗ này nó chỉ láng một chút xíu thôi ha. Đó. Đó mọi người thấy không, khoen khóa thì nó bị oxy hóa ha, oxy hóa một chút xíu thôi, nó vẫn còn đẹp ha. Đây, oxy hóa một chút xíu vẫn còn đẹp nha. Và kích thước của con này, bề ngang ngang là 32, cao lên á là 25 ha. Cái bề dày của nó là 10 ha. Bên đây nha. Nè mọi người thấy không? Bên đây là bên hông nè. Còn đẹp nhá. Đây là bên trong. Đây bên trong ha, bên trong sạch đẹp nha. Đó, sạch đẹp ha. Này có một cái kéo nè. Kéo qua đây ha, để đồ đạc nhỏ nhỏ ha, quan trọng á.
Con đẹp nhé mọi người. Mọi người thích con này lên giùm em 1429 nha. Đây 1429 nè, 290k nha ha. Chỉ có chỗ này nó bị ra nước nhẹ thôi ha. Và cái đó là một cái túi chéo ha, store màu xanh nha, store màu xanh đây, túi chéo store màu xanh nha. Đó mọi người thấy không, khóa đây, cái khóa dập nổ store màu xanh trên cái con hiệu đó luôn ha, cái gít ha, gít kéo nè, mọi người thấy không đó ha. Store màu xanh độ mới trên 80% ha, tôi nói trên 80%, còn đẹp nha mọi người. Đó. Đây là cái ngăn đầu tiên của nó đây ha. Bên trong là lót vải ha, này nó bị bụi chút xíu thôi ha. Dây này thì dây da nha mọi người, dây da còn đẹp nha mọi người, độ mới trên 80%. Này là phía trước ha, phía trước ha, lót vải cũng còn sạch đẹp luôn nha. Cái này cái bề ngang, bề ngang của nó là 27 ha, bề cao là 24 ha, bề dày 11 nha, bề dày 11. Đó mọi người thấy không, có chữ thương hiệu store máu thanh luôn ha. Đó gít còn ok ha, lót nè ha, lót còn sạch nha mọi người ha. Đó có ở đây có hai cái ngăn nhỏ nè ha, hai ngăn nhỏ ha, lót ha, còn sạch. Đây nếu mọi người thích cái con này thì lên giùm em cái mã 1431 ha, 1431 280k ha, chéo cho máu thanh ha. Đó đẹp nha mọi người. Và cái đó là một cái chiếc chéo hiệu nha, đó mọi người thấy không, cái độ mới trên 7 trên 75% nha. Đinh nóc thì nó bị oxy hóa một chút xíu thôi ha. Da nó còn ok nha, đó chỗ này nó bị sờn nhẹ một chút xíu thôi ha, và đây nó bị oxy hóa một chút xíu ha. Cái này dây da của nó luôn, dây da của nó nè, rồi theo chỗ này nó bị oxy hóa, dính màu chút xíu nè, nó bị sờn ha. Kích thước của con này bề dày là 10 ha, bề ngang là 25, cao là 20 ha. Chỉ duy nhất nó chỉ bị dính đây một chút xíu thôi, với bị oxy hóa đây chút xíu ha. Đó đây mình gỡ ra như thế này ha, trong đây có một cái ngăn ha, còn sạch đẹp nha. Trong đây có một cái ngăn thứ hai ha, lót còn sạch đẹp, thương hiệu đó đây.
sạch đẹp, có một cái che gít để kéo lại ha. Đây mọi người thích cái con này thì lên về cái mã 1434 250k nha, chéo hiệu nha. Và cái đó là một cái xách tay nữa ha, xách tay như này có chéo tua rua nè ha. Chéo tua rua. Độ mới trên 80% ha. Độ mới trên 80% ha. Kích thước con này là bề ngang là 34 ha. Cao là 24 ha. Cái bề dày, bề dày là 9 nha. Cái đường may rất là tinh tế nè mọi người thấy không? Đường may rất là tinh tế nè ha. Sạch đẹp, đây có một cái ngăn thứ nhất nè mọi người thấy không? Đó, thấy không? Phá lại ha. Này bên trong. Đây, bên trong còn sạch đẹp nha mọi người, có cái thương hiệu đây. Thương hiệu của nó dập nổi đây ha. Hoặc dập nổi trên đây ha. Đó. Còn da thật 100% nha mọi người. Đây có hai cái ngăn ha. Hai cái ngăn đây. Một cái ngăn nhỏ đây ha. Và bên đây có hai cái ngăn nhỏ nữa ha. Đó. Ha. Đây có một cái ngăn bự nhất ha. Cái này nó chỉ bị cái dây đây mọi người ha, cái dây đây ha. Cái dây nó bị sờn sờn một chút xíu vậy thôi ha, chứ nó không có vấn đề gì cả nha. Nếu như mình thích con xách tay nửa vòng trăng này á thì lên giùm em cái mã 1426 nha, 350k xách tay nửa vòng trăng 1426 ha. Con này đã rất là lạ lạ nha. Và kế đến là một cái xách tay ha. Xách tay đen phối dây ha. Xách tay đen phối dây nè. Dây của nó nè ha. Còn đẹp nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Cái độ mới trên 90% luôn á. Nó rất là đẹp nha ha. Rất xanh đó ha. Đây có một cái ngăn ha, ngăn đầu tiên ha. Cái bề dày là 13, bề ngang là 27 ha. Cái chiều cao là 20. Này bên trong này có ngăn thứ nhất nè. Đây ngăn thứ nhất nè, lót còn rất là sạch đẹp nha mọi người thấy không? Lót sạch đẹp ha. Đây là ngăn thứ hai. Cũng sạch đẹp luôn ha. Ngăn thứ hai sạch đẹp ha. Có một cái ngăn kéo ha. Ngăn kéo nhỏ nha, để những chìa khóa đồ đạc quan trọng đồ đó. Rồi. Đây là một cái ngăn kéo nữa ha. Ngăn kéo này kéo miệng ha. Rồi, cái này là chỉ hít lại thôi ha. Hít dễ dày thôi ha. Ha, chứ không có khóa kéo miệng nha. Nếu như mọi người thích cái con này á thì lên giùm em một cái mã nha. 1425 nha, 1425 330k nha. Xách tay đen phối dây. Và một cái túi chéo ha,
tuyết chéo cái này độ mới 70% thôi ha, trên 70% thôi. Đây khoen khóa còn ok ha, dập nổi cái thương hiệu nó đây ha. Thương hiệu nó đây còn sáng chói nha. Đó, cái da thì da thật nhưng mà cái độ mới nó không có mới lắm ha. Đây cả 70% thôi đó, mọi người thấy không, da ok nha. Đây có một cái ngăn nữa ha, kích thước con này thì ngang là 29 nha, bề cao 17 ha, bề dày của nó là có 5 ha. Nha, nó chỉ sờn một chút xíu đây thôi, có một cái ngăn đó, một cái ngăn cái thương hiệu của nó đây ha, thương hiệu đó đây, một cái ngăn lót vải ok nè ha, sạch đẹp nha. Mình thích cái này thì lên giùm em cái mã 1424 nha, 150k nha ha, 150k. Và cuối cùng là một cái ba lô ha, ba lô như thế này ha, cái độ mới nó không cao ra, độ mới cỡ 70% thôi, trên 70% ha. Này nó rất là lạ luôn á ha. Nè, thứ nhất nè, cái ba lô này thì mình sẽ cái dây của ba lô á mình sẽ kéo lại ha, mình kéo lại như thế này ha, là mình đeo chéo ha, mình đeo chéo, mình mở ra thì mình sẽ làm ba lô ha, làm ba lô, mở ra làm ba lô ha, rất là lạ nha ha. Đây em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem ha, cái độ mới trên 70% thôi ha. Kích thước của cái ba lô này bề ngang là 23, cao là 25, cái giày của nó là 9 nha. Đây ha, bên trong là lót vải nha, lót vải ha. Bên trong còn sạch đẹp nha mọi người ha, bên trong còn sạch đẹp nè, có một cái ngăn đây ha, để những đồ đạc quan trọng ha. Nếu như mọi người thích con ba lô này thì lên giùm em một cái mã đây, 1421 nha, ba lô nâu 150k ha. Thầy cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành với em trong những khoảng thời gian qua. Tối gia nhật Cần Thơ đã lên video vào lúc 19 giờ hàng ngày. Mọi người mua sản phẩm nào thì vui lòng inbox giùm em cái mã sản phẩm đó và gọi trực tiếp cho em, nhắn tin Zalo và nhắn tin cho số điện thoại nhé. Rồi tạm biệt cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay.